Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê Miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn món chay kho ngon cho bữa cơm chay trong gia đình mình. Đó là món đậu hũ kho măng. Cách làm rất là đơn giản luôn. Với món đậu hũ kho măng tươi này á, thì mình ăn trong những ngày chay vừa ngon nè, mà lại không có ngán miệng nữa. Các bạn ăn kèm với rau luộc cũng rất là ngon luôn. Và cách làm như thế nào để mình có một cái món chay kho ngon lành như thế này thì mình mời các bạn chuẩn bị nguyên liệu với mình nha. Trước tiên là mình có một măng tre này là 300g, khi mình đã gọt vỏ sạch sẽ hết là mình tính là 300g. Đậu hũ thì mình dùng là hai miếng đậu hũ chiên vàng như thế này, tầm khoảng là 300g nữa. Nếu như mà mình mua đậu hũ trắng thì về mình sẽ chiên vàng lại như thế này để mình kho thì mình ăn nó mới ngon nha. Để mình kho cho nó được ngon thì mình sẽ chuẩn bị 500ml nước dừa tươi. Gia vị để mình kho măng với đậu hũ thì mình có là 4 muỗng canh lưng nước tương, 1 muỗng lưng cà phê, muối. Mình dùng muối độ đạm thường nha các bạn. 1 muỗng lưng canh đường cát, 1 muỗng lưng cà phê bột ngọt, 2 cọng hành lá sắc nhuyễn, 3 củ hành tím mình băm nhuyễn và nửa trái ớt sừng không cay. Nếu các bạn thích ăn ớt cay thì mình để ớt cay nha. Mình dùng ớt sừng không cay á, để nhiều khi mà gia đình mình không có ăn cay được á, thì mình dùng ớt không cay ăn cho nó dễ ăn. Măng thì mình sẽ chẻ ra thành những cái miếng vuông nè. Mình lát cái phần đầu ở ngoài á, nếu mà các bạn thấy cứng mình bỏ đi nha. Mình chỉ lấy cái phần mềm giòn thôi. Mình chẻ ra thành những cái miếng vuông vuông nhỏ nhỏ để mà mình kho cái phần măng của mình á. Mình làm như vậy á, thì măng mình kho ra ăn nó sẽ có cái độ giòn, ăn rất là ngon luôn. Các bạn muốn ăn lớn thì mình chẻ lớn chút xíu, còn muốn ăn nhỏ thì các bạn chẻ nhỏ vừa như mình như thế này là được rồi. Lần lượt thì mình chẻ hết những cái phần măng này ha. Khi mình chẻ măng xong, các bạn chuẩn bị khoảng 1 lít nước, cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, mình dùng muối bọt hoặc là muối nguyên hạt cũng được nha. Măng lúc nãy mình chẻ thì mình sẽ cho vào trong thau mình ngâm. Khi mà các bạn chẻ măng hết, mình ngâm tầm khoảng 10 phút nè. Thì bây giờ mình bỏ sang một bên đi, mình sẽ chuẩn bị mình sắc đến cái phần đậu hũ. Đậu hũ này thì mình chẻ bề ngang nó cũng làm 3 nè, và mình quay lại bề xuôi nó mình cũng chẻ làm 3. Thì mình một miếng như thế này á, mình sẽ chẻ được là 9 miếng đậu hũ vuông. Các bạn muốn ăn nhỏ thì mình sẽ sắc nhỏ hơn một chút xíu, còn muốn ăn như mình thì các bạn sắc như thế này nè, thấy cũng vừa ăn rồi. Đậu hũ mình sắc xong rồi nè, mình để sang một bên. Thì canh tầm khoảng được 10 phút rồi, mình sẽ đem cái phần măng này nè, các bạn đem rửa thật là sạch và mình để ráo nước. Mình chuẩn bị lên một cái nồi nước để mà mình luộc cái phần măng này. Các bạn cho khoảng 1 lít 2 nước nè. Khi mà nước vừa sôi lên thì mình sẽ cho cái phần măng vào mình luộc. Mình mở lửa liu riu thôi. Các bạn luộc tầm khoảng 30 đến 40 phút. Măng các bạn luộc lâu thì ăn nó sẽ an toàn hơn và nó không có bị đắng nữa nè. Nó thải đi những cái chất độc á. Mình luộc được 30 phút rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra để ngoài cái rổ cho thật là ráo nước nha. Quay sang mình chuẩn bị một cái nồi mình bắt lên nè. Các bạn cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Hành tím băm nhuyễn đó lúc nãy mình sẽ cho vào đây mình phi. Mình phi cho nó vừa vàng lên cho thơm á. Rồi mình sẽ cho những phần măng lúc nãy mình luộc đó. Các bạn cho vào mình xào sơ lại một lần nữa. Mình xào miếng măng này tầm khoảng 2 phút cho cái măng nó vừa săn lại nè. Và thấm phần dầu ăn á. Nó sẽ rất là thơm luôn. Xong rồi thì tiếp tục các bạn sẽ cho cái phần gia vị vào để mà mình nấu. Mình cho nước tương vào nè. Muối, đường và bột ngọt và ớt các bạn cho vào hết luôn ha. Phần hành lá thì mình để lại, khi nào mình ăn thì mình sẽ cho vào sau. Gia vị các bạn cho vào hết xong rồi thì tiếp tục mình cho cái phần nước dừa lúc nãy mình chia sẻ đó. Mình cho hết phần nước dừa vào. Nước vừa sôi lên thì có bọt, các bạn hớt sạch đi những cái phần bọt. Rồi mình mở lửa vừa lại. Mình nấu thêm tầm khoảng 7 phút nữa. Bởi vì măng mình luộc cũng đã chín rồi, mình chỉ nấu để cho thấm gia vị mình ăn á. Rất là thơm luôn các bạn ơi, mình kho nước tương rất là thơm luôn. Măng mình kho ăn có cái độ giòn thần sực rất là ngon nữa nè. Và mình luộc như vậy thì măng mình ăn sẽ không có bị đắng nhẵn á. Ăn ngon giòn vô cùng luôn á. Măng mình luộc được 7 phút rồi nè. Thấm gia vị á, sẽ ngả và cái màu nó hơi sậm sậm xuống như thế này.
Lúc này thì mình sẽ chuẩn bị mình cho cái phần đậu hũ vào luôn nè. Đậu hũ các bạn cho vào hết rồi thì mình sẽ nấu thêm là 5 phút nữa. Thì tổng cộng tính từ lúc mà các bạn cho măng vào nè, với cái phần đậu hũ vào là mình nấu khoảng 12 phút đến 15 phút trong cái độ lửa vừa. Không quá lớn và không quá nhỏ nha. Đậu hũ các bạn kho mở lửa liu riu á, thấm gia vị từ từ thì miếng đậu hũ của mình ăn sẽ không có quá mặn mà ăn vừa miệng rất là ngon luôn. Thì nước sôi lên có bọt thì tiếp tục các bạn hớt bọt, còn nếu không có thì thôi. Và khi mà đậu hũ với cái phần măng của mình chín đó, các bạn nêm nếm lại nha. Coi có thiếu gia vị gì thì các bạn cho thêm vào giùm mình. Bởi vì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau. Nhiều khi mình chia sẻ thì với các bạn thì nó không có vừa ăn. Các bạn nêm nếm lại giùm mình nha. Và nếu như gia đình mình dùng nhiều á, các bạn tăng lên thành phần nguyên liệu ha. Gia đình mình ít người á, cho nên là mình nấu chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Thì mình ăn được một ngày cơm chay của mình rồi đó. Trong những ngày rằm hoặc là những ngày các bạn ăn chay trường á, thì mình không biết làm những cái món gì vừa ngon vừa đơn giản mà dễ làm. Thì cái món đậu hũ kho măng này nè, vừa ngon vừa đơn giản mà làm rất là dễ luôn. Các bạn có thể làm thành công ngay lần đầu tiên khi mà mình làm luôn đó. Thì măng với đậu hũ của mình nè, mình kho mình nêm nếm cũng đã vừa ăn rồi. Thì gia vị cũng đã thấm rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành lá vào. Và nếu mà các bạn ăn tiêu mình cho thêm xíu tiêu nữa ha. Là cái nồi đậu hũ kho măng của mình đã hoàn thành rồi đó. Rất là đơn giản và dễ làm luôn nè. Đây mình rắc lên hành lá nè. Rất là thơm luôn. Hành lá các bạn cho vào hết rồi thì chỉ việc các bạn tắt bếp. Và mình chỉ cho ra ngoài tô nè. Và mình thưởng thức thôi. Nhìn rất là đẹp mắt luôn nữa nè. Để mình múc ra ngoài tô cho các bạn thưởng thức với mình nha. Mình kho với nước tương nhưng cái màu nhìn rất là đẹp luôn. Đậu hũ với măng là thấm gia vị. Ăn có cái độ giòn mà không có quá mặn nữa nè. Và cách làm thì cũng rất là đơn giản luôn. Chỉ cần bỏ ra không tốn bao nhiêu tiền là mình có được một món chay ngon lành như thế này. Để mà mình ăn trong những ngày mình ăn chay rồi. Thì video của mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Các bạn nhớ nhấn cái chuông ở bên tay phải màn hình điện thoại của mình đó. Đến khi mình có ra video mới, các bạn có thể theo dõi ủng hộ giùm mình luôn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.